bộ chén chóp men lam vẽ cảnh trúc lâm thất hiền, sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem và có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa mà các bạn có thể xem trực tiếp những cái video mình làm chi tiết nhất. Mọi người có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác tại YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ngày hôm nay xin phép được giới thiệu đến mọi người một combo bộ ống chén chóp men lam vẽ cảnh trúc lâm và đã được bọc đồng. Sản phẩm thuộc cái dòng sứ trắng cao cấp sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đây là một bộ bao gồm này, một ấm này, 8 chén đĩa này và một bộ phụ kiện 3 món gồm một cái hũ trà này sẽ đựng được khoảng gần 2 lạng trà nhé, tầm một lạng 8 trà, một ống tăm và một cái gà tàng thuốc gồm hai phần như thế này để chúng ta dễ dàng vệ sinh. Và đây là cái loại cao cấp, đây là loại đẹp cao cấp, thì cái loại này nó rất là độc đáo ở chỗ là cái chất sứ của nó vô cùng đẹp nhé, sứ xuyên sáng luôn, mọi người nhìn này. Đấy, sứ xuyên sáng nhé, trong veo, trong như ngọc luôn. Đây là hàng cao cấp, loại đẹp của Bát Tràng. Và các bạn nếu như mà mua về có thể thử bằng cách này, đó là thử đèn vào bên trong, có lẽ trong như ngọc, cái chén của chúng ta sẽ trong như là ngọc ấy, trong suốt xuyên thấu. Và tất cả cái họa tiết mà màu sắc của sản phẩm này nó sẽ là màu bền vĩnh cửu thời gian, không sợ bị phai mờ hay là xuống màu trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt là cái chất men của sản phẩm này là cái men bóng, chúng ta dùng thì cực kỳ yên tâm, đảm bảo không bị bám cặn trà, vệ sinh cực kỳ đơn giản bởi vì cái chất men của nó cực bóng. Và một cái số lưu ý nhỏ đối với mọi người đó là về cái dòng bọc đồng này, thứ nhất là cái bọc đồng này nó cũng thiên về cả trang trí nữa. Cái thứ hai nữa là riêng dòng bọc đồng thì chúng ta lưu ý là cái đồng mà lâu ngày không sử dụng thì hoặc là sử dụng lâu ngày là nó sẽ xỉn nhé, chứ đồng nó sẽ không sáng như thế này mãi. Chúng ta sẽ là thi thoảng là chúng ta sẽ phải đánh qua cái đồng này để nó sáng lại. Chúng ta có thể sử dụng chanh để đánh qua cái đồng này để giúp cho cái đồng của chúng ta nó sáng bóng trở lại. Và tất cả ở dưới sản phẩm này thì đều có triện logo của Bát Tràng. Vẽ cảnh trúc lâm thất hiền, ấm cũng vẽ cảnh trúc lâm thất hiền này, đĩa lót cũng vẽ cảnh trúc lâm thất hiền này. Tất cả các món ở trên cái bộ đồ này đều vẽ cảnh trúc lâm thất hiền hết. Cái ấm này của nó được khoảng 400ml nước nhé. Ấm được khoảng 400ml nước. Đây, mình sẽ rót thử cho mọi người nhìn cái độ nghiêng của ấm này. Đấy. Cái độ nghiêng của ấm rất là cao nhưng cái nắp nó không di chuyển quá nhiều nhé. Nghiêng dốc hết ấm đây. Cái dáng này của nó là gọi là cái dáng chóp. Cái dáng chóp nhé. Ở trên thị trường có rất nhiều loại hàng với cái chất lượng khác nhau. Vậy khi mà mọi người mua hàng thì mọi người là nên mua sản phẩm ở những cái đơn vị có uy tín để mua được sản phẩm chất lượng tốt nhất. Rồi ok, mình sẽ đo về kích thước của sản phẩm này nhé. Mình sẽ đo kích thước chén. Miệng chén là 5,2, chiều cao là 4, đĩa là 9,5 cm, đĩa lót chén là 9,5, đĩa lót ấm này, đĩa lót ấm là 11 cm. Các bạn có thể mua thêm những cái món lẻ rời như là mua đủ bộ 10 chén đĩa hoặc là mua thêm những cái phụ kiện rời để đi kèm được nhé. Ví dụ như mua thêm đĩa này, mua thêm chén, mua thêm lọ chè, mua thêm ống tăm đều được hết. Vì vậy là khi mà mọi người sử dụng cũng yên tâm về cái vấn đề là bị rơi vỡ thì sẽ mua được những cái đồ lẻ để thế vào, nên là mọi người yên tâm. Đây là một bộ bọc đồng rất là đẹp nhé, bộ trúc lâm thất hiền được bọc đồng. Tất cả thì đều có triện logo Bát Tràng ở bên dưới đấy. Giá và thông tin chi tiết của bộ sản phẩm này mình sẽ để ở cái mục mô tả của video. Mọi người bấm vào cái phần tiêu đề là sẽ hiện ra cái mô tả của video. Giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào bộ ống chén này để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm. Hiện tại thì mình đang quay sát vào bộ sản phẩm. Mọi người có thể nhìn thấy cái chất men của sản phẩm rất đẹp nhé. Chất men này, cái màu này là màu trắng của đất nhé, không phải màu trắng của men. Cái này là màu trắng của đất. Nghĩa là sử dụng cái loại đất trắng cao lanh không tạp chất để tạo ra cái chất sứ trắng. Cái màu sắc là cái cảnh vẽ trúc lâm thất hiền này, cái màu này là màu bền vĩnh cửu về thời gian nhé. Cái màu sắc họa tiết là ở bên trong men, không sợ bị phai mờ trong quá trình sử dụng. Đây trong lòng ấm này, để mọi người nhìn nhé. Lòng thì trắng men sạch sẽ đàng hoàng hết. Nắp này nó có một cái gờ để nó giữ này. Đấy, để chúng ta rót nước đảm bảo an toàn. Đây là mặt trước của ấm này, đây là dưới đáy này. Đây là mặt bên hông này. Bộ trúc lâm thất hiền này rất là đẹp nhé. Vừa để
trưng bày chúng ta vừa sử dụng luôn. Với cái những cái nhà mà có những cái bộ bàn ghế cổ cổ đặt bộ này lên thì cực đẹp. Đây mình sẽ cho mọi người nhìn cái hàng cao cấp nó sẽ như thế này, hàng loại đẹp cao cấp nhé. Mọi người nhìn chưa, cái ánh sáng nó xuyên vào bên trong đấy. Đấy, cái ánh sáng nó xuyên bên trong, trong như ngọc chưa. Đấy, trong như là ngọc nhé. Đấy, hàng cao cấp loại đẹp của Bát Tràng, nó trong như ngọc luôn, rất là đẹp, như một cái đèn thấu quang. À, như mình vừa nói rồi thì cái hàng bọc đồng chúng ta lưu ý với những ai mà đang tìm hiểu về cái sản phẩm bọc đồng thì cái đồng thì lâu ngày chắc chắn nó sẽ bị xỉn xuống màu, vì vậy chúng ta sẽ phải thường xuyên đánh, lâu lâu chúng ta sẽ phải đánh cái đồng cho nó sáng trở lại. Đây gì đấy này, rất là mịn màng nhé, men này trong bóng sáng, men nó hơi xanh lơ ngọc một chút, hơi xanh lơ màu ngọc. Đây chiếc chén này, bên trong lòng chén mọi người nhìn thấy chưa, nó đẹp chưa, nó trong, nó sáng, nó bóng. Đây gì đáy chén này, đây là cái đĩa lót của chén. À, và cũng có một cái lưu ý nữa với mọi người là cái sản phẩm này tất cả những cái chi tiết làm nên cái này đều là làm thủ công hết nhé, đều là làm thủ công hết. Đây, Catan này, Catan cao nhé. Mọi người nhìn cái trắng này, đất trắng nhé, cái này nó là đất trắng. Đất trắng cao lanh thì mới cho ra được cái chất xứ nó xuyên sáng, nó thấu quang đẹp như vậy. Đây là hũ đựng trà này, đây là hũ trà này. Bảy vị hiền sĩ đang ở trong rừng trúc đàm đạo. Độ bóng của men, mọi người nhìn độ bóng của men rất là bóng nhé. Đồng bọc này, bộ âm chấn này vừa để sử dụng vừa để trang trí thì rất sang, rất đẹp. À, chúng ta có thể để bộ ấm chén này ở trong cái tủ chè ấy để trưng bày, để trong tủ chè trưng bày. À, nếu như quan tâm đến sản phẩm thì mọi người vui lòng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video để được tư vấn, hoặc là gửi thêm một vài cái mẫu bộ ấm chén Trúc Lâm Tất Hiền men lam bọc đồng như thế này nữa để cho chúng ta có thể tham khảo lựa chọn được một bộ ấm chén với cái mong muốn sở thích của mình. Rồi ok, xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một bộ ấm chén chóp lửa bọc đồng full combo phụ kiện, sản phẩm được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Nếu như các bạn xem xong video này thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào.